do ngày càng khó khăn trong cái việc đa dạng hóa những cái sản phẩm hữu hình của mình, thì các cái công ty sản xuất chuyển sang đa dạng hóa dịch vụ. Thì do đó có nhiều công ty đã tìm thấy một cái khoản lợi nhuận đáng kể trong cái việc cung cấp dịch vụ cao cao cấp hơn, thì bất kể đó là sự giao hàng đúng giờ, giải đáp những thắc mắc nhanh chóng và tốt hơn, hoặc giải quyết những khiếu nại sớm, thì nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu đều thì các cái nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu họ đều nắm rõ những cái lợi thế này và biết cách tạo ra những cái trải nghiệm đáng nhớ cho khách khách hàng. Và để hiểu rõ hơn cũng như có các cái quyết định đúng về dịch vụ và dịch vụ đi đi kèm, thì chúng ta chuyển sang cái nội dung đó là thiết kế và quản lý dịch vụ. Trong cái nội dung này chúng ta nghiên cứu các cái nội dung sau, đó là quản bản chất của dịch vụ, thứ hai đó là đạt đến sự chuẩn mực trong trong marketing. Thứ ba đó là tích hợp công nghệ tự phục vụ. Nội dung đầu tiên đó là bản chất của dịch vụ, thì trong nội dạy còn trong nội dung này thì có 5 5 nội dung nhỏ. Đó là ngành công nghiệp dịch vụ hiện diện khắp nơi và nó hiện diện khắp nơi như thế nào. Và thứ hai đó là các cái phạm trù của tổ hợp dịch vụ. Thứ ba đó là các đặc tính của dịch vụ. Thứ tư đó là những thực tiễn mới của dịch vụ. Thứ năm đó là mối quan hệ khách hàng đang thấy thay đổi trong cái lĩnh vực này, dịch vụ này như thế nào. Ngành công nghiệp dịch vụ hiện diện khắp khắp nơi thì nó hiện diện rất là nhiều trong lĩnh vực, đó là lĩnh vực công, lĩnh vực tư nhân phi lợi nhuận, lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực bán lẻ. Thì đối với lĩnh vực công thì nó là tòa án, bệnh viện, ủy ban, các cái cơ quan chức năng. Lĩnh vực tư đó là các tổ chức từ thiện, nhà thờ, trường học. Hay là lĩnh vực kinh doanh đó là các hãng hàng không, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, trường học tư, bệnh viện tư, rồi công ty sửa chữa ống nước, vân vân. Rồi các lĩnh vực về sản xuất đó là điều khiển máy, những người điều khiển máy sản xuất, nhân viên pháp lý, kế toán viên, họ đang thực hiện các cái dịch vụ tại nơi sản xuất hàng hóa. Rồi lĩnh vực bán lẻ, thu ngân, thư ký, nhân viên bán hàng hoặc là chăm sóc khách hàng. Dịch vụ nó là bất cứ cái hành động hay là một sự thực hiện mà một bên có thể cung cấp cho bên kia, và bản chất nó là phi vật thể và không dẫn đến cái quyền sở hữu bất cứ thứ gì. Thì việc tạo ra có thể có hoặc có thể không gắn với một cái sản phẩm hữu hình. Thì các nhà sản xuất và phân phối bán lẻ đang cố gắng tạo ra ngày càng dịch vụ gia tăng hoặc dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Thì các cái phạm trù dịch vụ thì dịch vụ nó dịch vụ có thể là một phần nhỏ hoặc lớn của tổng thể cung cấp dịch vụ. Chúng ta phân biệt thành các cái phạm trù cung ứng sau. Thứ nhất đó là hàng hóa hữu hình thuần túy. Một sản phẩm có thể nhìn thấy, cầm nắm được, ví dụ đường, muối, kem đánh răng, và nó thường là không có cái dịch vụ đi đi kèm. Và đa số nó là cái sản phẩm thiết yếu. Thứ hai đó là hàng hóa hữu hình có dịch vụ đi đi kèm, thì thường dành cho những cái hàng hóa mở rộng có suy nghĩ như mua xe máy, xe hơi, điện thoại hay công nghệ. Thứ ba đó là hàng hóa dịch vụ. Thì hàng hóa và dịch vụ được cung cấp tương đương nhau, ví dụ như bữa ăn trong nhà hàng, khách hàng có thể đến vì cái món ăn ngon nhưng cũng có thể đến vì cái dịch vụ đó tốt như không gian sạch sẽ, sang trọng, thái độ nhân viên phục vụ ân cần. Rồi dịch vụ lớn với hàng hóa và dịch vụ nhỏ đi đi kèm, ví dụ như vận chuyển hành khách bằng đường bộ hoặc bằng đường hàng không, thì dịch vụ chính đó là vận chuyển, nhưng để vận chuyển được cần phải có phương tiện, đó là xe hoặc máy bay. Thì trong quá trình cung cấp dịch vụ vận chuyển là chính, thì có thêm những cái dịch vụ phụ đi kèm, đó là nước hay bữa ăn miễn phí. Thứ năm đó là dịch vụ thuần túy, thì dịch vụ thuần túy chủ yếu là phi vật thể, không
không cần có dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là tư vấn tâm lý, tư vấn luật hoặc là massage vân vân. Việc cung cấp dịch vụ nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất là dịch vụ có thể biến đổi nếu dựa vào các cái thiết bị dịch vụ và dựa vào con người. Chất lượng dịch vụ nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ. Việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng nếu được chở trên một chiếc xe mới vẫn tốt hơn là một chiếc xe cũ xếp khách hàng. Hành khách họ yên tâm khi được một cái tài xế có kinh nghiệm cũng như đạo đức nghề nghiệp tốt hơn là một cái tài xế chưa có kinh à, nghĩa là hành khách họ yên tâm khi được ngồi trên một chiếc xe do một cái tài xế có kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp tốt hơn là một cái tài xế mà họ chưa có kinh nghiệm nhiều và thái độ không tốt. Thứ hai đó là cái quy trình cung ứng dịch vụ khác nhau ở mỗi doanh nghiệp, thì mỗi doanh nghiệp sẽ có những cái quy trình khác nhau. Có thể khách hàng sẽ được giải quyết vấn đề nhanh nếu như quy trình đơn giản, hoặc có thể khách hàng sẽ tự phục vụ hoặc được phục vụ tại một nhà hàng, thì nó tùy thuộc vào cái quy trình nơi cung cấp dịch vụ. Thứ ba là một số cái dịch vụ cần phải sự hiện diện của khách hàng. Ví dụ như là các tác phải có khách hàng, để các nhà hàng thì phải có khách đến ăn món ăn. Rồi dịch vụ có thể ở dạng B2C hoặc là B2B. Ngân hàng có thể cung cấp dịch ví dụ như ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân hoặc là khách hàng là doanh nghiệp. Rồi nhà cung cấp dịch vụ phân loại bằng mục tiêu. Bằng mục tiêu lợi nhuận và phi lợi nhuận và về quyền sở hữu, đó là tư nhân và nhà nước. Thì với các mục tiêu khác nhau thì họ sẽ có những cách phục vụ khác nhau. Thứ ba đó là các đặc tính của dịch vụ. Đặc tính thứ nhất đó là tính vô hình. Thì không như các sản phẩm hữu hình thì dịch vụ không thể nhìn thấy được, nếm ngửi hoặc sờ nó trước khi mua. Một người đi cắt tóc sẽ không thể thấy được kết quả mái tóc của mình trước khi cắt, mà chỉ có thể thấy sau khi cắt. Vì vậy, để có thể giúp cho khách hàng dễ dàng trong việc đưa ra quyết định lựa chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, thì các doanh nghiệp cần phải làm tốt các yếu tố sau. Thứ nhất đó là yếu tố về địa điểm, con người, trang thiết bị, tài liệu, thông tin, biểu tượng, giá cả. Ví dụ như một cái dịch vụ chăm sóc da, để khách hàng họ có thể là có cái cơ sở lựa chọn, thì chúng ta sẽ dựa vào yếu tố địa điểm cần phải có ngoại thất và nội thất ngăn nắp, cách bố trí nơi cung cấp dịch vụ khoa học, sạch sẽ mát mẻ, thoáng đãng, sang trọng. Rồi yếu tố về con người, với cái đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, với cái kỹ thuật chăm sóc tốt và thái độ ân cần với khách hàng. Về trang thiết bị hiện đại, nó sẽ giúp cho việc cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn. Rồi cung cấp thông tin để khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ và tự tin khi sử dụng dịch vụ. Rồi về yếu tố biểu tượng thì cái tên nó thể hiện nơi cung cấp dịch vụ uy tín, và làm cái tên nó phải thể hiện được cái nơi cung cấp dịch vụ uy tín và nó thể hiện đó là một cái nơi làm đẹp cho khách hàng. Còn về giá cả thì tương ứng với chất lượng, và ngoài ra phải có cái chương trình quà tặng để thu hút khách hàng. Về tính khả biến thì do chất lượng dịch vụ nó phụ thuộc vào con người, địa điểm, thời điểm, trang thiết bị nên dịch vụ nó sẽ thiên biến rất là cao. Vì vậy, để giảm cái sự thiên biến về chất lượng thì doanh nghiệp cần tăng cường quản lý chất lượng bằng cách đầu tư vào những cái quy trình huấn luyện, tuyển dụng đúng nhân viên, cung cấp cho họ cái chương trình huấn luyện hoàn hảo, nhân sự được huấn luyện tốt sẽ có những cái đặc điểm. Đội nhân sự được huấn luyện tốt thì sẽ có những đặc điểm như sau: họ tinh thông, nhã nhặn, uy tín, đáng tin cậy và đáp ứng và giao tiếp tốt. Thứ hai đó là chuẩn hóa quy trình và dịch vụ thông qua tổ chức một bản thiết kế các cái quy trình thực hiện dịch vụ, những cái điểm tiếp xúc dịch vụ nhằm chuẩn hóa quy trình, nhằm đưa cho khách hàng một cái dịch vụ tốt nhất.
Rồi cuối cùng đó là giám sát sự hài lòng của khách hàng. Thì cần phải sử dụng hệ thống góp ý phàn nàn, những cái bản khảo sát để kịp thời giải quyết các vấn đề cũng như điều chỉnh dịch vụ tốt nhất để cung cấp cho khách hàng. Rồi đặc điểm thứ ba đó là tính dễ hủy. Dịch vụ không thể lưu trữ được nên nó có thể dễ hủy khi cái lượng cầu thay đổi vào những cái thời điểm cao điểm. Và để hạn chế điều đó thì doanh nghiệp có thể thực hiện các cái chiến thuật sau. Thứ nhất là định giá trên lệch, chuyển cái lượng cầu ở giai đoạn cao điểm xuống cái thời điểm thấp điểm, ví dụ như là vé xem phim buổi sáng rẻ hơn buổi tối. Thứ hai đó là lượng cầu thấp điểm có thể được nâng lên bằng cách là giảm giá cho những thời điểm thấp. Thì hai cái này nó cũng gần gần giống nhau thôi. Rồi hệ thống các dịch vụ bổ sung cung cấp những cái giải pháp thay thế cho khách hàng chờ đợi lâu, như là uống nước, ăn nhẹ, xem phim, xem hoạt động giải trí. Rồi hệ thống đặt chỗ kiểm soát lượng cầu, thì hệ thống này sử dụng khá rộng rãi trong nhiều ngành như hàng không, y tế, xem phim, khách sạn, để họ kiểm soát cái nhu cầu của khách hàng và để từ đó họ lên cái kế hoạch sắp xếp phục vụ cho khách hàng. Rồi nhân viên bán thời gian có thể phục vụ cho thời điểm nhu cầu cao, thì lĩnh vực dịch vụ áp dụng rất là nhiều, ví dụ như nhà hàng tiệc cưới thì có cái đội ngũ làm bán thời gian rất là cao vào những cái mùa cưới, những hoặc là những cái dịp cuối tuần. Rồi chế độ hiệu suất cao điểm cho nhân viên thực hiện các cái công việc chính trong một cái giai đoạn cao điểm. Rồi gia tăng cái phần tham gia khách hàng để giải phóng thời gian cho nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ như là khách hàng họ có thể tự phục vụ món ăn, hoặc là khách hàng tự điện thông tin và một số cái bản khai ở ngân hàng, y tế. Rồi cuối cùng đó là mở rộng các cơ sở vật chất hoặc gia tăng các trang thiết bị trong định hướng dài hạn để có thể cung cấp cho nhiều khách hàng hơn. Và cuối cùng đó là cái đặc điểm tính bất khả phân, thì không như hàng hóa có thể sản xuất và lưu kho không như hàng hóa thì có thể sản xuất và lưu kho và cung cấp từ từ cho khách hàng, thì dịch vụ sản xuất thì đối với dịch vụ thì sản xuất và tiêu thụ cùng một thời điểm, nên vì vậy số lượng dịch vụ được đưa ra nó sẽ rất là ít. Ví dụ một thợ cắt tóc có thể chỉ cắt cho một người. Để có thể tăng số lượng khách hàng được phục vụ nhiều hơn thì doanh nghiệp có thể tập hợp khách hàng theo những cái nhóm có nhu cầu chung để cung cấp dịch vụ. Ví dụ như các trường đại học họ cho các sinh viên cùng chuyên ngành cùng chung một môn và một lớp để được nghe một bài giảng một lần thay vì cung cấp dịch vụ giảng dạy cho từng bạn. Đây là một cái ví dụ về quy trình của dịch vụ của Chevrolet về quy trình sửa xe ha, thông qua các cái nó thể hiện những cái bước. Và ngoài ra các doanh nghiệp họ đều thể hiện các cái quy trình của mình trên cái trang web ha. Rồi những cái thực tiễn mới về dịch vụ thì các công ty dịch vụ từng đã tụt hậu so với các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, nhưng ngày nay nó đã có sự cải thiện rất nhiều và có sự thay đổi rất là lớn. Ví dụ như nhiều quốc gia có GDP cao nhờ sự đóng góp và sự phát triển của các cái mảng dịch vụ như là Thái Lan, Singapore. Họ đã cải thiện cái cơ sở vật chất để tăng sự hài lòng cho khách hàng. Ví dụ như là Singapore Airlines là hãng đầu tiên cung cấp các cái màn hình cá nhân cho mỗi khách hàng. Họ đã điều chỉnh cái vị món ăn cho phù hợp vị giác, nó ở trên không, có nghĩa là ở trên không cái vị giác, có những cái nụ vị giác của chúng ta nó sẽ khác so với vị giác khi chúng ta ở dưới mặt đất. Rồi nâng cao cái chất lượng đội ngũ cung cấp dịch vụ và hậu cần. Thì Singapore Airlines họ liên tục triển khai các khóa đào tạo để nâng cao chất lượng. Rồi trong quyết định về dịch vụ thì mối quan hệ của khách hàng, về quản lý dịch vụ thì có vấn đề nữa, đó là mối quan hệ của khách hàng đã thấy
thay đổi. Có nghĩa rằng là vị thế của khách hàng, liên quan đến vị thế khách hàng, thì vị thế khách hàng ngày càng thay đổi. Khách hàng họ khôn ngoan hơn trong việc mua những cái dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của mình. Khách hàng có thể yêu cầu những dịch vụ mà không có trong cái gói sản phẩm của họ, hoặc họ yêu cầu những dịch vụ riêng biệt. Họ ngày càng không thích phải đàm phán riêng biệt cho những cái nhà cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ. Do đó ngày nay có rất là nhiều dịch vụ cung cấp cho khách hàng trọn gói với sự kết hợp của nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ. Ví dụ như là các cái tour du lịch, họ từ cái việc di chuyển, nghỉ ngơi, ăn uống và tham quan sẽ quy về một đầu mối, đó là các công ty lữ hành. Rồi hoặc khách hàng có thể là tự tìm đến các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ để mà giảm được cái chi phí cho mình. Rồi nhằm hạn chế cái sự không hài lòng, nhằm hạn chế sự không hài lòng của khách hàng, cũng như tăng cái sự hài lòng từ khách hàng, thì đồng sản xuất À, thì sự đồng sản xuất trong cung cấp dịch vụ của khách hàng đã được các doanh nghiệp thực hiện, như khách hàng có nghĩa rằng là khách hàng họ không những chỉ mua và sử dụng, mà họ sẽ góp ý những cái lời nói của họ cho doanh nghiệp để cải thiện chất lượng dịch vụ. Có nghĩa rằng là họ không mua mà họ còn phải góp ý nữa, họ được góp ý. Thì các khách hàng thường cảm thấy được nhận cái giá trị cao hơn và gắn bó hơn với các nhà cung cấp dịch vụ nếu như họ được chủ động tham gia vào cái quá trình của dịch vụ. Nhưng mà cái sự đồng sản xuất này có thể gây căng thẳng cho nhân viên của họ. Ví dụ như khách hàng họ góp ý về cái thái độ của nhân viên. Đó, vậy thì cái việc góp ý này nó sẽ giúp cho cái doanh nghiệp họ có những cái sự điều chỉnh về cung cấp dịch vụ tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó nó sẽ gây áp lực cho cái đội ngũ nhân viên, bắt buộc họ phải gì cải thiện về cái thái độ cung cấp dịch vụ của họ. Rồi doanh nghiệp ngày càng nhìn nhận ra làm hài lòng khách hàng, làm hài lòng nhân viên cũng như làm hài lòng khách hàng. Bởi vì làm hài lòng nhân viên để họ tận tụy phục vụ khách hàng, và làm khách hàng hài lòng sẽ trở nên trung thành hơn. Doanh nghiệp hãy truyền cho nhân viên lửa làm việc, tinh thần làm việc vì khách hàng để họ phục vụ khách hàng tốt hơn. Hãy huấn luyện họ, cung cấp cho họ những cái chế độ đãi ngộ tốt và tạo ra một cái môi trường làm việc tốt để họ luôn luôn có một cái năng lượng tích cực để phục vụ cho khách hàng của doanh nghiệp. Một khi họ có tinh thần làm việc tốt thì họ sẽ, thứ nhất đó là chiều lòng khách hàng, thứ hai đạt được cái nhu cầu khách hàng một cách chính xác, thứ ba đó là phát triển một cái mối quan hệ cá nhân với khách hàng, từ đó để đưa ra các cái dịch vụ chất lượng để giải quyết các cái vấn đề của khách hàng. Bởi vì khi họ đặt mình vào vị trí khách hàng, họ hiểu khách hàng, họ tâm lý với khách hàng, thì họ đánh giá được cái nhu cầu thực sự khách hàng và họ thật sự muốn giải quyết những cái khi họ có mối quan hệ ở một ngưỡng nào đó, thì họ có một cái họ sẽ có một cái tinh thần, đó là muốn đưa ra các giải pháp và giải quyết những cái vấn đề của khách hàng. Thiết kế và quản trị dịch vụ nó đã đạt đến cái sự chuẩn mực trong marketing. Các chuẩn mực thì trong cái nội dung này thì có bốn cái nội dung nhỏ. Thứ nhất đó là chuẩn mực marketing, thứ hai đó là khác biệt hóa dịch vụ, thứ ba đó là quản trị chất lượng dịch vụ, và cuối cùng đó là quản trị các cái kỳ vọng của khách hàng. Chuẩn mực marketing đối với dịch vụ đòi hỏi sự hoàn thiện trong ba lĩnh vực lớn. Thứ nhất đó là marketing bên ngoài, nó thể hiện qua các cái hoạt động chuẩn bị, định giá, phân phối và đề xuất dịch vụ cho khách hàng. Còn marketing nội bộ nó thể hiện qua cái quá trình huấn luyện, khích lệ nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn. Về marketing tương tác thì nó thể hiện cái năng lực phục vụ khách hàng của nhân viên. Khách hàng đánh giá cái dịch vụ không chỉ bởi kỹ thuật của nó
Ví dụ như là về hàng không thì là chuyến bay có đúng giờ hay không, mà khách hàng còn đánh giá cái chất lượng, mà còn đánh giá cái chất lượng thực hiện của nó. Có nghĩa rằng là khách hàng họ không những đánh giá về yếu tố về kỹ thuật mà họ còn đánh giá về yếu tố chất lượng phục vụ. Đối với lĩnh vực hàng không thì là kỹ thuật, đó là liên quan đến cái chuyến bay có đến đúng giờ hay không. Còn liên quan đến chất lượng thực hiện, đó là thái độ của đội ngũ nhân viên cũng như các cái bộ phận có tiếp xúc khách hàng. Marketing tương tác có hiệu quả cũng một phần nhờ vào cái sự ủy quyền của các cấp và cho những người tuyến đầu tiếp xúc với khách hàng để họ có thể linh động trong cái việc giải quyết các vấn đề của khách hàng. Ngoài ra công nghệ nó cũng sẽ giúp cho việc nhân viên cung cấp những cái dịch vụ cho khách hàng cũng trở nên hiệu quả hơn. Về quan điểm chiến lược thì các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có thể họ sẽ phát triển những cái chiến lược riêng để thỏa mãn những cái nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng bằng cách họ sẽ tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ nhân viên phục vụ khách hàng chuyên nghiệp. Họ sẽ lưu giữ những hồ sơ của khách hàng để có thể nắm bắt những cái nhu cầu cá nhân khách hàng để từ đó có thể phục vụ khách hàng tốt tốt hơn. Ví dụ như khách hàng ví dụ như là lĩnh vực kinh doanh khách sạn, họ sẽ ghi chú lại những cái sở thích của khách hàng thường xuyên lưu trú tại khách sạn của họ. Họ sẽ ghi chú lại những cái đặc điểm của khách hàng, ví dụ như là những cái vị trí phòng mà khách hàng thích nè, món ăn yêu thích nè, chỗ ngồi yêu thích, hoặc là dịch vụ kèm theo mong muốn có. Hoặc là những cái vấn đề mà khách hàng không không thích thì mình cũng phải ghi ghi lại. Để từ đó khách sạn có thể là cung cấp cái dịch vụ cá nhân hóa tốt hơn cho khách hàng. Rồi yếu tố thứ hai đó là sự tận tụy của ban quản lý. Thì các nhà quản sự tận tụy của ban quản lý hay là ban của nhà quản quản trị thì các nhà quản trị họ không những nhìn vào báo cáo hàng tháng, có nghĩa rằng họ không nhìn vào kết quả, họ không những nhìn vào cái báo cáo hàng tháng của cấp dưới đưa lên mà họ sẽ trực tiếp quan sát cái việc cung cấp dịch vụ của khách hàng. Ví dụ như nhà hàng Sinh Đô trước đây hoặc là một số nhà hàng cao cấp bây giờ thì sao các bạn? Những cái vị giám đốc họ thường xuyên trực tiếp đến các cái buổi tiệc cung cấp dịch vụ cho khách hàng để nắm bắt cái tình hình cung cấp dịch vụ cũng như động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Và từ đó khách hàng họ sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm và sự tôn trọng của doanh nghiệp đối với họ vì được đại diện quản thì được đại diện của doanh nghiệp quan tâm. Rồi yếu tố chuẩn mực cao thì các nhà cung cấp chất lượng dịch vụ hàng đầu họ đưa ra những cái tiêu chuẩn chất lượng cao. Ví dụ như Citibank họ nhắm đến cái việc trả lời cuộc gọi cho khách hàng trong vòng 10 giây hoặc thư khách hàng trong vòng 2 ngày thì các chuẩn mực phải được đặt ở một cái mức hợp lý. Và doanh nghiệp muốn trả lời nhanh nhưng chỉ có vài nhân viên thì điều đó là không không thể ha. Rồi về tầng sinh lời. Thì các doanh nghiệp có thể nâng phí hoặc giảm bớt cái dịch vụ cho những cái khách hàng. Có nghĩa rằng là doanh nghiệp có thể là nâng phí cho những khách hàng mà họ thường không tự chi chi trả một số cái dịch vụ và luôn luôn đòi hỏi những cái yêu cầu vô lý, hoặc là họ có thể giảm bớt cái dịch vụ cho những cái khách hàng họ những khách hàng mà sẵn sàng gì sẵn sàng chi trả mạnh. Họ ở doanh nghiệp họ luôn luôn có nghĩa rằng là doanh nghiệp sẽ giảm
cũng phân tích lại cái phần tầng sinh lời nhé. Riêng cái tầng sinh lời thì các cái doanh nghiệp họ có thể là nâng phí hoặc là giảm bớt một số dịch vụ cho những cái khách hàng gần như không tự chi trả. Họ luôn luôn đòi hỏi những cái yêu cầu vô lý. Đó, có nghĩa rằng là những khách hàng họ không thường xuyên tới, nhưng mà khi mỗi lần tới họ yêu cầu những cái khoản mà không có trong cái gói dịch vụ. Rồi, doanh nghiệp sẵn sàng chiều chuộng những khách hàng mà họ sẵn sàng chi mà khách hàng doanh nghiệp họ sẵn sàng chiều chuộng những khách hàng sẵn sàng chi trả và mạnh tay trong việc chi các dịch vụ, vì những khách hàng này chính là nguồn bảo trợ về nguồn thu cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp sẵn sàng có những cái dịch vụ ưu đãi giảm giá đặc biệt hoặc những cái dịch vụ đặc biệt cho khách hàng thuộc cái tầng sinh lời này. Hay nói khác, đó là những cái khách hàng trung thành của doanh nghiệp. Nhưng các doanh nghiệp cần chú ý việc cung cấp dịch vụ cho tầng sinh lời thấp. Nếu như mình nâng phí quá như cao hoặc là giảm bớt quá nhiều dịch vụ thì có thể là dẫn đến cái việc đó là những khách hàng này họ sẽ kêu ca, và việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của doanh nghiệp. Rồi, giám sát hệ thống thì các công ty hàng đầu giám sát thực hiện việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp mình và kể cả đối thủ cạnh tranh theo định kỳ thông qua cái việc thu thập các cái ý kiến đánh giá của khách hàng để thăm dò cái sự hài lòng và không hài lòng của họ, để từ đó có một sự điều chỉnh và việc cung cấp dịch vụ nhằm tăng cái tính cạnh tranh. Và cuối cùng đó là làm hài lòng các khiếu nại của khách hàng. Nếu như lời phàn nàn của khách hàng không được giải quyết, có thể họ sẽ chấm dứt và hoặc là họ có thể là hoặc có thể xấu hơn nữa, đó là đi chia sẻ những trải nghiệm của họ cho người khác. Ở trong nội dung cái chương 2.3.4 mà các bạn đã học về cái việc xây dựng mối quan hệ khách hàng trung thành dài hạn, thì việc khách hàng sẵn sàng khiếu nại nó như là một cái việc mà khách hàng họ sẵn sàng khiếu nại ha, họ sẵn sàng góp ý đó, nó giống như là một cái món quà cho doanh nghiệp nếu như cái lời phản ánh được xử lý tốt. Và các doanh nghiệp họ luôn khích lệ khách hàng thất vọng bày tỏ những khiếu nại và đồng thời để những nhân viên có năng lực xử lý việc này. Và kết quả họ đã có, và từ với cái việc làm việc tốt như thế này, có nghĩa rằng là xử lý các cái khiếu nại khách hàng bằng những cái nhân viên chuyên nghiệp thì cái hiệu quả kinh doanh, cái kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp này nó ngày càng tốt hơn. Khác biệt hóa về dịch vụ. Chuẩn mực marketing đòi hỏi các cái nhà quản trị phải liên tục tạo ra cái sự khác biệt về sản phẩm cho thương hiệu của mình để tránh khách hàng nhìn nhận nó là cá bè một lứa, nó là một cái dịch vụ thông thường mà không có gì nổi trội, và nhằm vẫn đảm bảo cung cấp dịch vụ cho một nhóm khách hàng chỉ cần những dịch vụ thông thường. Nhằm vẫn đảm bảo cung cấp dịch vụ cho một nhóm khách hàng thì chỉ cần những cái dịch vụ thông thường, và những cái khách hàng họ yêu cầu đòi hỏi dịch vụ cao hơn thì các nhà quản trị cần đưa ra. Nó sẽ có các cái lựa chọn dịch vụ sơ cấp và dịch vụ thứ cấp thông qua con người và quá trình làm gia tăng giá trị. Ví dụ như là khách sạn có thể cung cấp dịch vụ sơ cấp như là dịch vụ phòng, và có thể tăng cái sự khác biệt hóa bằng cách thêm các cái dịch vụ thứ cấp như là buffet, vận chuyển, spa,
tổ chức các ngày đặc biệt và món quà đặc biệt cho họ nếu như họ đến đúng cái dịp đang lưu trú tại khách khách sạn. Nghĩ rằng là anh sẽ cung cấp một cái gói cơ cơ bản, bên cạnh đó anh sẽ có những cái dịch vụ kèm kèm theo đó để tạo ra cái dịch vụ thứ thứ cấp. Rồi các nhà quản trị có thể là sáng tạo với cái dịch dịch vụ đối với các ngành dịch vụ, đối với các ngành kinh kinh doanh khác cũng như dịch vụ, thì sáng tạo nó là một trong những cái yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Sáng tạo ra dịch vụ mang tính cá nhân hóa để đáp ứng cái nhu cầu đến cùng của khách hàng, thì các cái nhà doanh thì các cái doanh nghiệp nhà cung cấp dịch vụ kết hợp, thứ nhất đó là các cái nhà cung cấp dịch vụ họ kết hợp với nhau nhằm để, ví dụ như nhằm để tăng cái lượt khách đi bằng cái phương tiện máy máy bay của hãng. Ví dụ như việc Việt Nam Airlines muốn tăng cái lượng lượng khách di chuyển bằng hãng của họ, thì họ đã thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam bằng cái chiến lược kết hợp ngang. Đó là họ kết hợp với các cái resort, khách sạn, nhà hàng, với những khách sạn 4 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, những cái nhà hàng nổi tiếng để tạo ra các cái tour du lịch với cái mức giá rất là ưu đãi để thu hút khách hàng. Thì cách này được rất là nhiều hãng áp dụng, hoặc các ngân hàng họ kết hợp với khách hàng, với khách sạn và nhà hàng để có một cái mức chiết khấu ưu đãi. Rồi hoặc là để có thể cung cấp dịch vụ tốt tốt hơn, thì các cái doanh nghiệp, các cái nhà cung cấp họ mở rộng thêm cái chi nhánh để cung cấp được nhiều khách hàng. Hoặc để gì? Hoặc để có thể là cá nhân hóa cái nhu cầu thực sự của khách hàng, thì các nhà quản trị họ đã đưa ra các cái dịch vụ đó là cho thuê các cái phương tiện và dụng cụ riêng. Cho thuê. Ví dụ như là cho thuê máy bay ha, cho thuê máy bay, xe, du thuyền, vân vân. Quản trị chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp phải được kiểm tra vào mỗi lần giao. Quản trị chất lượng dịch vụ thì cái kết quả dịch vụ và cái kết quả dịch vụ và sự trung thành của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi những cái yếu tố sau. Thứ nhất đó là giá cả, thì bao gồm giá cao, giá tăng hoặc là giá không hợp lý, hoặc là gian lận, rồi hoặc là yếu tố bất tiện. Đó là sự bất tiện về địa điểm, giờ giấc, chờ hẹn, chờ dịch vụ, rồi yếu tố về giao dịch dịch vụ thất giao dịch dịch vụ yếu tố thất bại của dịch vụ cốt cốt lõi, ví dụ như là dịch vụ sai, hóa đơn sai, hoặc là dịch vụ thảm thảm họa, hoặc là yếu tố giao dịch dịch vụ thất bại, ví dụ như là trả lời tiêu tiêu cực, hoặc là không trả lời, hoặc là trả lời một cách miễn miễn cưỡng. Rồi sự trung thành của khách hàng nó phụ thuộc vào cái yếu tố đó là giải quyết thất bại của dịch. Anh cô nhầm tí xíu nha.
chất lượng. Quản trị chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp phải được kiểm tra vào mỗi lần giao dịch dịch vụ, và kết quả dịch vụ và sự trung thành của khách hàng nó chịu sự ảnh hưởng bởi những cái yếu tố sau. Thứ nhất đó là về giá, giá cả. Giá cả, những cái yếu tố của giá cả nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi của khách hàng, đó là giá cao, tăng giá hay là giá không hợp lý, hoặc là giá gian lận. Thứ hai đó là ảnh hưởng đến hành vi của họ, đó là sự bất tiện về địa điểm, giờ giấc, rồi chờ hẹn, rồi chờ dịch vụ. Rồi yếu tố thứ ba đó là thất bại của dịch vụ cốt lõi, như là cung cấp cái dịch vụ sai, hóa đơn sai, hoặc là dịch vụ thảm họa. Rồi thứ tư đó là giao dịch dịch vụ thất bại, như là nhân viên không ân cần, họ bất lịch sự, không đáp ứng, và hoặc là họ thiếu kiến thức. Rồi thứ năm đó là giao dịch dịch vụ thất bại thì gồm có là gì? Nhân viên họ trả lời tiêu cực, không trả lời, hoặc là trả lời một cách miễn cưỡng. Rồi yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng đó là yếu tố về cạnh tranh. Khách hàng họ có thể tìm được cái dịch vụ tốt hơn. Rồi vấn đề về đạo đức. Họ bị doanh nghiệp lừa gạt, ép mua không an toàn, hoặc là mâu thuẫn với lợi ích. Thì đó là những cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả dịch vụ và sự trung thành của khách hàng. Và nhằm đảm bảo cái chất lượng dịch vụ thì là người tiên phong trong dịch vụ, nghiên cứu dịch vụ mới với tính chất học thuật, thì Barry Parasuraman Zetam đã đề ra những cái lời khuyên sau. Thứ nhất đó là lắng nghe. Thì cần lắng nghe những gì khách hàng thực sự muốn thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng, những gì khách hàng chia sẻ và góp ý với nhân viên. Thứ hai đó là độ tin cậy, tăng cái độ tin cậy cho khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ tốt xuyên suốt trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thứ ba đó là dịch vụ cơ bản, chuyển giao những cái điều cơ bản về dịch vụ cho khách hàng và làm cho việc cần làm như là giữ lời hứa, lắng nghe khách hàng, thông tin cho khách hàng, chuyển giao giá trị cho khách hàng. Rồi về khôi phục. Để làm hài lòng khách hàng thì doanh nghiệp khuyến khích khách hàng khiếu nại và giải quyết những cái vấn đề của họ một cách nhanh chóng và cho từng cá nhân, và cần xây dựng cái hệ thống giải quyết vấn đề. Rồi làm cho khách hàng ngạc nhiên thì làm cho khách hàng ngạc nhiên với cái sự nhanh nhẹn, dịu dàng, nhã nhặn, thông thạo và thấu đáo trên mức bình thường. Rồi để nâng cao chất lượng dịch vụ, thể hiện qua yếu tố đó là trung thực, thì phải nỗ lực trong việc giữ sự trung thực và chứng tỏ sự trung thực cho khách hàng. Rồi nâng cao chất lượng bằng việc làm việc nhóm, nâng cao cái năng lực của nhân viên cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ công việc cho nhau. Rồi nâng cao chất lượng thông qua việc nghiên cứu nhân viên. Nghiên cứu nhân viên để làm rõ những cái vấn đề xuất hiện, như là hành động họ đối với khách hàng. Ví dụ như họ có những cái thái độ không tốt đối với khách hàng, thì bên cạnh đó công ty phải làm để giải quyết chúng. Và cuối cùng đó là cái nhìn toàn diện của nhà lãnh đạo. Chất lượng dịch vụ đến từ cảm hứng của nhà lãnh đạo. Đó, họ sẽ là người chủ động lên các cái chiến lược, lên hệ thống. Và các những vấn đề khác. Quản trị, tiếp theo đó là quản trị các cái kỳ vọng của khách hàng. Khách hàng họ thiết lập các cái kỳ vọng dịch vụ từ nhiều nguồn, như những trải nghiệm của quá khứ.
thông tin khách hàng thiết lập các kỳ vọng dịch vụ từ nhiều nguồn, đó là thông tin truyền miệng, quảng cáo và những cái trải nghiệm của quá khứ. Thì thường khách hàng so sánh cái dịch vụ cảm nhận với dịch vụ kỳ vọng. Nếu như dịch vụ cảm nhận thấp hơn cái dịch vụ kỳ vọng thì khách hàng họ sẽ thất vọng. Đó. Ví dụ như tôi kỳ vọng sau khi cắt tóc xong tôi có một cái mái tóc đẹp. Nhưng mà sau khi thực hiện xong tôi cảm nhận được cái mái tóc của tôi nó không như kỳ vọng của tôi. Thì tôi cảm thấy và tôi thất vọng về cái việc thợ cắt tóc này đã cắt tóc cho tôi không được như ý. Thì nhiều doanh nghiệp đã đưa rất là nhiều cái dịch vụ bổ sung với cái mục đích làm cho khách hàng không những vừa lòng mà vượt qua sự mong đợi của họ. Thì sau đây chúng ta sẽ phân tích mô hình chất lượng dịch vụ. Thì mô hình này chỉ ra 5 khoảng cách khiến cho dịch vụ không thành công. Khoảng cách 1 đó là kỳ vọng giữa khách hàng và nhận thức của ban quản trị về kỳ vọng của khách hàng. Thì không phải lúc nào ban quản trị cũng nhìn nhận thấy được cái kỳ vọng của khách hàng. Ví dụ như ban quản trị bệnh viện họ nghĩ rằng bệnh nhân cần cái nơi sạch sẽ, nhưng thật ra bệnh nhân lại thực sự muốn sự quan tâm của y tá nhiều hơn. Rồi khoảng cách thứ hai đó là khoảng cách giữa nhận biết của ban quản trị và các cái tiêu chí chất lượng dịch vụ. Thì ban quản trị có thể nhận thức được các sự kỳ vọng của khách hàng, nhưng họ không thể tiêu chuẩn hóa cho những cái việc thực hiện đó. Ví dụ như là các bệnh viện họ yêu cầu điều dưỡng phải chăm sóc, yêu cầu y tá điều dưỡng phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân, nhưng họ không đưa ra tiêu chuẩn phục vụ cụ thể. Rồi khoảng cách thứ ba đó là giữa tiêu chí chất lượng dịch vụ và chuyển giao dịch vụ. Thì nhân viên có thể là không được đào tạo, họ có thể đối diện với những cái tiêu chuẩn mâu thuẫn. Ví dụ như là họ đã mất thời gian lắng nghe, cái này là nhân viên họ mất thời gian lắng nghe khách hàng, mà trong khi đó là phải yêu cầu phục vụ nhanh, thì cái này là cái tiêu chuẩn không phù hợp. Rồi, khoảng cách 4 đó là giữa chuyển giao dịch vụ truyền thông bên ngoài. Đó là khoảng cách giữa chuyển giao dịch vụ và truyền thông bên ngoài. Thì kỳ vọng khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi những cái tuyên bố của đại diện doanh nghiệp và quảng cáo ra. Nếu như doanh nghiệp tuyên bố dịch vụ khách sạn Anh đạt chuẩn 3 sao, nhưng khách hàng thực nhận không khác gì một cái nhà nghỉ đơn sơ, thì truyền thông bên ngoài đó đã bị biến dạng. Rồi khoảng cách 5 đó là giữa dịch vụ cảm nhận và dịch vụ kỳ vọng. Thì khoảng cách này xuất hiện khi khách hàng cảm nhận sai về dịch vụ. Ví dụ như bác sĩ thăm khám thường xuyên để thể hiện sự quan tâm đến bệnh nhân, nhưng bệnh nhân lại nghĩ rằng là chắc là bệnh tình của họ đang có vấn đề, đang nặng nên là bác sĩ mới thường xuyên thăm khám như vậy. Dựa trên mô hình cái chất lượng dịch vụ thì các nhà nghiên cứu đã xác định 5 yếu tố quyết định cho chất lượng dịch vụ xếp theo mức độ quan trọng. Thứ nhất đó là độ tin cậy, thì khả năng thực hiện cái dịch vụ đã hứa hẹn một cách đáng tin cậy. Thứ hai đó là đáp ứng, thì sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và cung cấp
cái chất lượng dịch vụ tức thời. Thứ ba đó là sự bảo đảm, kiến thức và sự nhã nhặn cũng như cái khả năng truyền đạt lòng tin và sự tự tin cho khách hàng. Thứ tư đó là sự thấu đáo, thì tập hợp, nó bao gồm là tập hợp cái sự ân cần, mối quan tâm được cá nhân hóa dành cho khách hàng. Và cuối cùng đó là các phương tiện hữu hình. Các phương tiện hữu hình đó là bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân viên và các tư liệu tốt cũng sẽ nâng cao cái chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Tích hợp công nghệ tự phục vụ. Vấn đề cuối cùng trong cái trong cái thiết kế về dịch vụ đó là tích hợp công nghệ tự phục vụ, đó là self service technology, viết tắt là SST. Thì ngày nay nhiều dịch vụ được tích hợp để tự động phục vụ, như là cây ATM của các ngân hàng, máy bán nước tự động của các hãng giải khác, hay là chế xăng tự động, giao dịch đầu tư hoặc là mua vé, và nhiều sự tùy biến theo cái nhu cầu của khách hàng. Không phải mọi SST cũng cải tiến được cái chất lượng dịch vụ, nhưng nó giúp đơn giản hóa cái thủ tục, nhanh chóng và giao dịch chuẩn xác. Và điều này nó cũng sẽ giảm chi phí cho gì? Cho doanh nghiệp, và từ đó cái mức phí nó cũng sẽ thấp. Mức phí đến với khách hàng nó cũng sẽ thấp hơn. Tích hợp về công nghệ thì nó có 3 nội dung, đó là quản trị các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm, thứ hai đó là xác định thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, thứ ba đó là chiến lược dịch vụ sau bán hàng. Ngày nay các ngành công nghiệp sản xuất như máy móc gia dụng, máy bay, vân vân thì tất cả đều cung cấp cái dịch vụ hỗ trợ sản phẩm, thì dịch vụ hỗ trợ sản phẩm trở thành cái chiến lược chính, tạo nên cái lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp khác. Tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp dịch vụ, thì đó là nó bao gồm các cái dịch vụ sau, đó là bảo trì, giao hàng, sửa chữa, tư vấn khách hàng, đặt hàng, lắp đặt. Thông thường thì khách hàng họ có 3 cái mối bận tâm về dịch vụ hỗ trợ sản phẩm, đó là họ lo ngại về cái mức độ tin cậy và tần suất hư hỏng. Một người họ chấp nhận mua một cái chiếc laptop nếu như nó hỏng một lần mỗi năm, nhưng không thể chấp nhận nếu như một năm mà nó hỏng tới nhiều lần. Rồi họ bận tâm về thời gian chết. Thời gian chết càng dài thì càng tốn kém. Khách hàng đặt niềm tin vào khả năng sửa chữa sản phẩm của các nhà cung cấp dịch vụ để giảm cái thời gian chết máy hỏng, hoặc doanh nghiệp cần phải cho khách hàng họ mượn máy trong cái thời gian sửa chữa máy. Rồi họ lo nghĩ về chi phí phát sinh, thì khách hàng phải trả bao nhiêu cái chi phí phát sinh cho việc sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ, thì người mua họ cân nhắc những cái yếu tố trên để quyết định là xem mua sản phẩm nào có lợi nhất cho mình. Nhà quản trị cần phải cung cấp cái dịch vụ phù hợp nhất cho người mua, vì vậy cần phải đánh giá người mua họ quan tâm đến yếu tố nào nhiều nhất, cũng như tầm quan trọng của chúng. Từ đó doanh nghiệp định giá sao cho nó bao gồm các cái mối bận tâm của khách hàng, mà đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Rồi các chiến lược dịch vụ sau bán hàng, thì hiện nay các nhà sản xuất xây dựng các cái bộ phận bảo trì và cung cấp dịch vụ của chính mình, ví dụ như các hãng xe thì họ đa số đều có bộ phận bảo trì riêng cho hãng của mình. Nhiều nhà sản xuất đã kiếm thêm lợi nhuận rất nhiều từ cái việc sản phẩm hết thời gian bảo hành chuyển sang sửa chữa, có tính phí thay thế linh kiện với giá cao. Nhu cầu dịch vụ về sản phẩm ngày càng tăng, nên các doanh nghiệp họ chủ động trong việc cung cấp dịch vụ thay vì thuê ngoài.